A Tốn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập 5 của A Nam Huyền Sử. Hãy nhớ ủng hộ A Tốn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay qua các hình thức donate được ghi ở dưới phần mô tả video. Và hãy để lại cảm xúc của các bạn về câu chuyện này. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 5. Cả bốn người cùng ngồi trên chiếc bàn đá Chạm chỗ tinh xảo được đặt ở giữa nhà Ngư nhi tay bưng những tách cà phê thơm lừng nói Là mọi người uống cà phê xe con chứ Nghe đến vậy Ánh mắt của An Nam như tỉnh hẳn Thức uống đầu tiên An Nam thích khi ở thời đại xa lạ này Mang một chút vị thơm Của hạt cà phê Với một chút sữa Làm cho hương vị như hòa quyện Đánh thức cảm xúc tư duy Vậy mà lần đầu thưởng thức An Nam đã nôn thốc nôn tháo Sau đó lại trở thành nghiện Ngày nào không uống Đầu óc không có tỉnh táo Ngáp ngắn ngáp dài Cầm cốc cà phê trên tay An Nam nói Hôm nay thầy trò tôi muốn hỏi ông Về một người tên là Huy Mà ông đã giới thiệu cho thầy trò tôi Chuyện này là sao Xin cho thầy trò tôi biết thêm Hắc công suy nghĩ rồi đáp À là cái tên Huy dân gốc Hà Nội Thật ra tôi cũng quen biết có vài lần là mua bán qua lại vài món đồ cổ nhỏ. Huy chùa là cái tên do hắn chuyên bán đồ thờ cúng ở trong đèn trong chùa cho nên mọi người gọi biệt danh đó. Hôm ấy hắn có định hỏi tôi có quen ai bên ngành khảo cổ văn vật có kinh nghiệm giới thiệu bán một số món đồ cổ truyền kỳ gì gì đó cho nên tôi cho số điện thoại để liên lạc với anh Sơn. Ngư Nhi ngồi ở một bên như nhớ ra điều gì. Con nhớ rồi là cái tên đầu trọc nham nhở Nhìn thấy gái là chạy cả nước miếng Làm con phát ghét Hôm đó hắn cho con xem tấm ảnh trên điện thoại Trên đó có cái máy chèo thuyền bằng vàng Khắc dòng chữ cổ Là văn quát bạn nhã của Phật giáo Theo như con biết Dạng chữ trong kinh Phật này khắc theo lối cổ Thất truyền đã vạn năm Nhìn qua màn hình điện thoại Thì cũng không phân biệt được thật giả Con cũng chẳng quan tâm cho lắm Lúc đó papa đi vắng Cho nên con nói gọi papa đó Là chuyện đó phải không Hắc công gật đầu như xác nhận Đoạn quay sang nói với Bảo Sơn Rồi thế mọi chuyện đến đâu Bảo Sơn lấy điện thoại có tấm ảnh Mà hắn gửi đưa cho Hắc Công xem Hắn mời chúng tôi ra Hà Nội một chuyến xem hàng Thực ra mấy hôm nay tôi và An Nam đã nghiên cứu kỹ tấm ảnh này Xác thực là thật Tại vì cái mái chèo này không phải là ai cũng biết Vốn dĩ là truyền thuyết hư ảo Chỉ có hình vẽ ở trên kinh tạng Phật Việc hắn có hay không vật này là một chuyện khác chỉ có điều bên dưới còn có những dòng chữ nhỏ chưa định hình ra là gì dịp này anh có muốn cho con gái nuôi theo không ấy kiến thức của ngư nhi có thể giúp cho hai thầy trò nhà anh ấy cuối cùng cũng được đi chơi papa ba ba, cho con đi hắc công âu yếm nhìn con gái còn nó chỉ có thể đi chơi là vui thôi. Con gái cũng vất vả từ lúc về Việt Nam. Lo cho cửa hàng cũng không đi đâu được xa. <laughs> Hôm nay papa cho đi đó nhớ. Mọi việc phải nghe theo lời cha bảo Sơn. Không được tự tiện hành động nghe chưa. An à, Nam cũng vỗ ngực anh Hùng nói. Ông yên tâm. Tôi nhất định sẽ bảo vệ cho cô chu Toàn. Ngư Nhi liếc mắt. Không biết là ai bảo vệ ai đâu. Công tử bột. Dáng mà giữ lấy thân đó. Chỉ thấy Bảo Sơn và Hắc Công cười to. Ấy chắc là cậu không biết đó. Ngoài thông minh ra thì Ngư Nhi là một tay bắn cung cự phách đã từng trong đội tuyển quốc gia đó. Có thể phóng phi tiêu cực chuẩn cách 20 mét thì chưa trượt bao giờ. Ở liệu hồn đó. Vừa nói xong, một tê sắc lạnh bay xẹt qua sượt mang tay của An Nam. Nghe xé gió, nhìn ra là một mũi phi tiêu bạc cắm vào tấm gân đồng đằng sau lưng. An Nam hoảng hốt, thì ra là chiếc phi tiêu của Ngư Nhi để chứng minh cho khả năng của nàng khác xa với khí hậu oi bức của miền nam miền bắc tiết trời mùa thu dễ chịu phố kim ngưu hôm nay có ba vị khách từ miền nam ra bọn họ ngồi trong tiền sảnh một khách sạn gần bờ sông kim ngưu một chốc sau có một gã đầu chọc bóng lộn dáng người gầy còm đeo cặp kính đen bước vào giáo giác tìm kiếm xung quanh rồi không phải tìm đâu xa ngư nhi nhận ra ấy là huy chùa giơ tay lên ngầm nhận người quen ngoắc ngoắc tay gọi hắn hắn bước lại gần đưa bàn tay ra cúi đầu bắt tay từng người theo phép xã giao lúc đến bắt tay ngư nhi hắn cứ lẳng nhẳng mãi không chịu buông ngư nhi chừng mắt nhìn gã mới chịu buông tay cười nói à, người đẹp <laughs> lâu ngày mới gặp cầm tay thi mà cô em khó thế rồi quay sang bảo sơn dạ à con chào chú Chắc chú là giáo sư Bảo Sơn <laughs> Con có nghe qua chị Hắc Công nói Chú là người có tiếng tăm trong giới cổ vật Cho nên con có làm món gà đất Là muốn chú xem qua Mà tiện thể nơi này Tài vách mạch rừng Thôi thì mọi người về nhà con cho thuận tiện trao đổi Gà đất vốn là tiếng nóng Gọi cổ vật quý Biết là gặp đúng người Cả ba theo chân hắn lên một chiếc xe BMW màu đen Ở bên ngoài Xe chạy ngoằn ngoèo có mấy con phố Chui vào một con ngõ nhỏ dừng lại trước cổng một ngôi nhà bề thế ở trước cửa có treo một tấm bảng hiệu bằng gỗ giả đồng nửa tây nửa ta là ma du tâm hải thoáng nhìn qua cũng biết là một nơi kinh doanh cổ vật khác xa với sài thành dân buôn bán cổ vật ở hà thành luôn xem trọng bộ mặt cửa hàng càng to thì càng chứng tỏ đẳng cấp và vị thế của người chủ buôn đồ cổ ở đây vừa bước qua cánh cổng lớn lập tức cửa được đóng Phía trong là một gian nhà ba gian theo lối truyền thống của Bắc Bộ. Trước cửa nhà ngay bậc tam cấp, đập vào mắt là hai con vật bằng đá hình thù kỳ lạ to lớn. Nhìn kỹ là hai con chó đá tạc theo kiểu cách điệu nằm ở hai bên. Người nhìn thấy vậy liền tạc lưỡi. Thời đại này ai lại trưng chó đá trước nhà? Phải là Long Lân mới ra vẻ đại gia chứ? A à Nam giải thích trong đời sống thường ngày của người dân nước Việt. Hai con vật được coi như là người bạn thân thiết Gần gũi và quan trọng nhất chính là trâu và chó Trâu thì để cày ruộng Giúp sản xuất lúa gạo Chó là để giữ nhà phòng kẻ gian Chống lại các thế lực tà má ác quỷ Cho nên chó đá được dựng lên là như vậy Trước cổng đình làng bao giờ cũng phải có một con chó đá Để bảo vệ cả làng Ngoài ra trước cửa nhà Cũng thường có chó đá ngồi canh giữ cho gia chủ Những con chó đá này hình dạng cũng không có cố định Thường là cao khoảng nửa thước đến một thước những tảng đá được chọn lựa kỹ càng được đục đẽo với những chi tiết oai vẻ đầu chó mặt chó oai nghiêm theo năm tháng chó đá hóa linh vì linh thiêng cho nên được gọi là con nghe trong những thế kỷ bất thuộc người trung hoa làm đủ mọi cách để hủy diệt văn hóa của việt nam như là tịch thu hủy diệt cấm làm chó đá ở trong các cung điện ở huế con nghe không được dùng bị con lân long của tàu thay thế các lư trầm bằng đồng với hình tượng con lân ở trên nắp dần dần lên phổ biến các nhà trưởng giả cũng a dua a tòng với triều đình chuộng các linh tượng của trung quốc kỹ nghệ đồ gốm đồ đá làm ra con linh vật việt nam dần dần tàn lụi con nghe chỉ còn sót lại ở trong những bàn thờ cổ ở thôn quê bắc bộ đau đứng thay ấy là chính nô lệ bắc phương là như vậy một tiếng vỗ tay vang lên giọng cười sảng khoái từ bên trong nhà phát ra Cả ba người vội bước vào bên trong Có một người phụ nữ trung nên ăn mặc cầu kỳ khác xa người thường Không theo một truyền thống tôn giáo nào Áo khoác bên ngoài màu vàng Vắt ngang vai là một tấm khăn màu đỏ Được theo chi tiết hoa lá bằng chỉ vàng Bà đội cái mũ màu trắng Theo kiểu mũ cầu nguyện của người Hồi giáo Đeo một cái kính đen Là một người phụ nữ mù Ngồi trên một cái ghế bằng ngọc thạch Gương mặt hài lòng Thật đúng là người có kiến thức uyên thâm Chẳng hay giáo sư Bảo Sơn đi đường xa chắc cũng mệt mỏi. Ta rất vinh hạnh được đón tiếp giáo sư. Bảo Sơn còn chưa kịp trả lời. Đã nghe thấy Huy Chùa bước lên cuối dạp người, nói nhỏ. Dạ, con theo ý của Minh Sư đã mời giáo sư Bảo Sơn đến. Nhiệm vụ người giao phố con đã làm xong. Người đàn bà mù tỏ vẻ hài lòng, đưa tay lấy trong cổ ra một sợi dây đeo kỳ lạ. Ở trên có một vật hình đầu rồng vàng nhỏ. Trên hai hốc mắt của rồng kia là hai viên ngọc một xanh một đỏ chìa ra trước mặt Huy chùa. Ngươi còn nhiều việc phải làm nhưng khá lắm. Lại đây, Minh Sư ban thưởng mau nhận lấy thiên ban vãnh xanh bất diệt. Nói xong, Huy chùa hai tay đỡ lấy đưa mũi vào cái đầu rồng hít một hơi dài ngồi bệt xuống nền nhà gương mặt sảng khoái vui vẻ cung cung kính kính với người đàn bà kia lùi bước ra đằng sau Đoạn quay sang trịnh trọng với cả ba người à, Mời mọi người ngồi Tôi cũng xin trân trọng giới thiệu Vị Minh Sư này Pháp danh là Tâm Hải Còn chúng tôi gọi là Minh Sư <laughs> Mà hôm nay chúng ta đây thật là có phúc khi diện kiến Hồng Phúc người ban ra thật sự là phúc tổ tiên Để lại An Nam Mô Tâm Hải Vô Thượng Sư Ngư Nhi vừa nghe đến cái tên Vô Thượng Sư này Thì lóe lên trong đầu Đã từng được nghe thấy ở đâu đó Khi cả ba người bảo Sơn an nam và ngư nhi giới thiệu xong huy chùa bắt đầu thao thao bất tuyệt quảng bá cho một giáo phái có tên là pháp quán âm người khai sáng chính là minh sư tâm hải bà tâm hải nói với huy chùa thôi được rồi ngươi nói ít thôi kẻo giáo sư đây chê cười mau vào trong lấy vật đó ra cho giáo sư xem huy chùa vâng lời đi vào trong theo lời của minh sư tâm hải chuẩn bị lấy ra một vật gì đó ở trong phòng Ngư Nhi khi nghe Huy Chùa nói danh xưng vô thượng sư của người đàn bà kia, nàng cứ tủm tìm cười. Cố lắm, nàng mới không bật ra thành tiếng. Nãy giờ, lắng nghe hắn quảng cáo xong, thì hiểu ra à một tiếng. Giáo sư Bảo Sơn phải lấy tay, thúc thúc nhẹ vào nàng. Nàng mới trở lại nghiêm túc. Ngư Nhi hiểu ý quay sang, nói nhỏ với An Nam bằng giọng mỉa mai. Này, tưởng gì? Là giáo phái đang rất nổi tiếng trên mạng đó đang bị cơ quan công an điều tra đó về những hành vi lừa đảo có tổ chức lôi kéo tín đồ khắp nơi nghe được các tín đồ nói pháp quán âm bà minh sư này sinh ra ở âu lạc là âu lạc đấy không phải là việt nam đâu là một gia đình ngoan đạo cha mẹ là giáo dân cơ đốc còn bà nội là phật tử thuần thành do ảnh hưởng nhiều tôn giáo từ bé cho nên có thói quen khác thường Cư dân mạng có đồn đại là sáng bà đến nhà thờ cầu nguyện, chiều đi chùa, tối đến thì lại đọc kinh Hồi giáo. Chỉ còn thiếu điều là nửa đêm thức dậy, bái hướng về thánh địa mà lại a phù hộ. Khi còn bé, có lần bà gặp gỡ một nhà tiên tri, vị này cho biết nếu như xuất gia tu hành, bà sẽ trở thành cao tăng đắc đạo. Nhưng nếu như gia đình, lập gia đình thì sẽ kiếm một đấng phu quân thành đạt giàu có, Mẫu thân của bà ta có lần nằm trên bao Được thần linh báo mộng rằng con của bà ấy đến thế giới này Để cùng với quán thêm Bồ Tát phổ độ chúng sinh Vậy là tâm Hải bắt đầu cứu độ cho cõi người Bằng nghề thông dịch viên cho hội đồng chữ thập đỏ ở tận châu Âu Rồi gặp gỡ và kết hôn với một bác sĩ người Đức Tuy rằng không bao lâu sau cuộc hôn nhân ấy tan vỡ Bà Tâm Hải quyết định bỏ chồng đi tu Được tên chi đoán số là phải hy sinh hạnh phúc gia đình để đi tìm chân lý cuộc đời quả thật đời bà ta theo tín đồ của pháp âm pháp quán âm nó giống như là một bản photo copy không công chứng của đức thích ca mâu ni có điều hành trình tầm đạo của đức thích ca mâu ni không có ly kỳ bằng như sư minh sư tâm hải là bởi vì trong khi đức thích ca mâu ni chu du trong đất nước ấn độ thì minh sư lại bay từ mỹ qua đến tận himalaya để tu hành và rốt cuộc đã đắc con bà nó đạo ở đó. Sau khi về nước, bà ta tự dưng hai mắt bị mù, tài tiên tri thì vượt qua những gì con người có thể nhận thấy, thậm chí còn hơn cả bà Văn Ga nào đó. Bà ta có thể nhìn thấy thấu tâm can, đoán vận mệnh quá khứ và tương lai một cách chính xác. Những doanh nhân và thậm chí cả những chính trị gia xếp hàng để được bà ta đồng ý xem cho. Bà ta chỉ ở ẩn, không hề truyền đạo để cứu nhân độ thế một hôm được quan thế âm bồ tát báo mộng thiện nam tiến nữ ùn ùn kéo đến như đèn kéo quân theo học của minh sư tâm hải thế nhưng bản tính còn e thẹn cho nên hễ thế ai đến cầu thì minh sư đều tránh đi nơi khác mãi đến lần thứ ba bị tìm thấy minh sư mới ý thức được vận mệnh của mình phải làm vô thượng sư bà ta bất đắc dĩ phải đứng ra truyền đạo a à nam nghe đến như vậy thì phì cười cho cái sự cuồng tín đến mức ngu dốt của cái đám tín đồ bị bà tâm Hải tẩy não đúng là vọng ngữ mà sau này bà ta phải xa vào vô gian đại ngục đó cái tà đạo này phải đặt tên là lầu thập cẩm mới đúng đó chợt cả hai im phăng phắc chăm chú nhìn vào hai vật to lớn trông như là trái bóng ở bên trên có phủ tấm vải đỏ được huy chùa đang cẩn thận bưng ra khi tấm vải được mở ra thì cả ba kinh hãi giật mình pha lẫn phẫn nộ ở trên bàn là hai cái đầu Phật bằng đồng Giống nhau như tạc cùng một khuôn Không biết ý đồ của bà Minh Sư này ra sao Bảo Sơn lập tức tức giận đứng dậy Đổi sắc mặt mà nói Tôi đến đây để xem Mái chèo thuyền bát nhã bằng vàng Chứ không phải là xem cái đầu Phật này Mấy người nhầm rồi sao Huy chùa vội vàng đưa tay thanh minh Ê, hey, ông chú đừng có nóng vội. Ê, hey, chuyện là như thế này. Hôm wow, qua chúng tôi có thu mua được hai cái đầu Phật bằng đồng thời nhà Trần do Minh Sư đặt hàng. Nhưng mà khó. Hey, chúng cháu không phải là chuyên gia giám định cổ vật chất liệu đồng. Cho nên nhờ giáo sư đây với kỹ năng bói voi ra tay xem rồm Xem như là món quà chào sân. Sau đó mới mang ra vật cần. Vậy bói voi theo như Huy Chùa nói là gì. Trước khi khi chưa có máy móc tân tiến hỗ trợ giám định cổ vật, tất cả đều dựa vào thực lực của những người có kinh nghiệm. Giám định lâu năm, bằng trực giác và kỹ năng để xem vật. Cho nên tiếng lóng của dân cổ vật gọi là bói voi. Giáo sư Bảo Sơn thở dài một tiếng. Suy nghĩ thôi thì cũng đã đến nước này. Muốn rút lui cũng khó. Và lại, lại chuyện này bọn họ đã nhúng tay, đành phải theo bước lại gần đầu phật bằng đồng tay sờ vào những vết cắt ở bên dưới trong lòng chợt dâng lên một nỗi buồn không thể tả nổi từ lâu bọn trộm cắp cổ vật tìm kiếm đào bới cổ mộ ở khắp nơi những dấu tích của dòng thời gian khắc sâu những yếu tố lịch sử văn hóa qua hàng ngàn năm bị phá bỏ trong một sớm một chiều khi những ngôi cổ mộ lộ thiên hầu như không còn tồn tại được bao nhiêu nếu như không có bàn tay bảo vệ của luật pháp thì không bao lâu nữa, tất cả sẽ trở về với cát bụi, nằm sâu trong ba tấc đất. Muốn tìm những đồ bồi táng quý giá ở nơi này phải tích hợp nhiều kinh nghiệm kỹ năng, phân tích phong thủy địa mạch mới hy vọng tìm ra. Mà nghịch lý thay là bọn trộm cắp, thường là người không có kiến thức và trách nhiệm đối với dân tộc, cho nên chỉ biết phá chứ không biết xây. Sau khi những ngôi mộ lộ ra nằm ở trên đất, dần dần không còn Chúng bắt đầu chuyển hướng sang những cổ vật ở đình, ở chùa, ở miếu Nơi này cổ vật xem ra rất có giá trị Đã được minh chứng qua hàng ngàn năm Mà lại không được bảo vệ nghiêm ngặt Suy nghĩ chung của người dân đã là trốn linh thiêng thì có mấy ai dám đả động Sợ là việc thất đức mạo phạm sẽ phạm vào nhân quả Nếu như không đề phòng Vô hình chung, thứ ấy lại thành mỡ treo miệng mèo Món ngon béo bở cho phường trộn cắp lộng hành Xem mặt đặt tên Huy Chùa là cái tên nói lên tất cả Hắn là kẻ cầm đầu trong đường dây Thu mua buôn bán cổ vật Ở chốn thở phụng Dưới vỏ bọc là một nhà buôn bán cổ vật bạch bảo Có giấy tờ chính thức Cho nên hắn tung hoành nhiều năm Móc lối với hắc bạch lưỡng đạo Trong giới buôn cổ vật xuyên Việt Mà buôn bán với cả bọn nước ngoài Phương pháp hành động của hắn Cũng là theo yếu tố đặt hàng Của những người sưu tầm Có cầu thì át có cung Hắn cho đàn em dò la khắp nơi Giả làm người Phật tử thuần hành Cũng nhang khói Cúng bái Dân hoa cúng Phật bố thí chúng tăng Rồi bắt đầu tính toán phương án Giờ giấc sinh hoạt cửa nẻo bảo vệ Mà lên kế hoạch hành động Hai cái đầu Phật này là chúng dùng cách tách đầu Phật Mà chỉ có bọn kinh nghiệm lâu năm mới biết được Xưa khi nghệ nhân có kinh nghiệm Đúc tượng Phật theo từng bước bởi vì phần đầu là nơi có nhiều chi tiết tỉ mỉ thường được đúc riêng qua tay người thợ thủ công lành nghề chạm khắc tùy theo niên đại và yếu tố sắc tộc mà hình thành phong thái của bức tượng phật sau đó sẽ được lắp vào thân bằng một khớp nối tả hữu được hàn lại đánh bóng cho liền thân bọn trộm sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng giờ giấc sinh hoạt ở những nơi mà chúng hành động thường là vào ban đêm Leo lên dùng một loại hợp chất phân kim đặc thù chuyên dụng thực hiện phương pháp tách đầu phật tại sao không lấy nguyên bức tượng mà chỉ lấy phần đầu cũng là có nguyên do của nó vốn dĩ đa số tượng phật rất to khó vận chuyển mà giá trị tất cả đều nằm ở phần đầu cho nên những tay sưu tầm chỉ cần phần đầu của bức tượng ấy là như vậy giáo sư bảo sơn khi xem qua lên lấy trong túi ra một cái búa nhỏ bằng gỗ màu nâu đỏ đây chắc chắn là bằng gỗ xưa loại búa gỗ chuyên dụng dành cho chuyên gia giám định cổ vật. Do tính cứng chắc và nặng tay, các chuyên gia gõ nhẹ vào vật cần giám định, nghe âm thanh để xác định niên đại và tính thật giả. Đúng là phong cách điều khắc thời nào, hoa văn đấy. Bắt nguồn từ thời tạng truyền thuộc Ấn Độ Giáo. Gương mặt của ngài tạc theo phong thái tỷ lô xá na. Tóc của ngài uốn lượn hình xoắn ốc lượn kiểu càn đà la nhục kế nhô lên đỉnh như là múi của hành vén hai bên theo những gì chúng ta thấy tượng phật bổn sư này theo hình dáng hoa hạ tây vực ứng với nhà trần thế kỷ 13-14 minh sư tâm hải vừa nghe qua lời của giáo sư bảo sơn tấm tắc giơ ngón tay cái vậy phiền giáo sư xem qua hai cái đầu phật này cái nào là thật cái nào là giả Thật ra để nhận biết đồ giả Đối với một chuyên gia thì không có gì là khó Cái khó là phải nói ra nó giả như thế nào Cách thức làm đồ giả Bóc tách kỹ thuật chế tác Ấy mới là đẳng cấp Bảo Sơn thừa biết bà mù minh sư này Muốn chứng tỏ sự hiểu biết của mình Cho nên cũng không ngại mà thực hiện Ông lấy búa gõ gõ vào hai cái đầu Phật Dùng tay cạo cạo lớp dỉ trên đầu tượng Lấy tay đẩy đẩy cái đầu bên phải ra xa nhìn cái đầu bên trái dỉ đồng tự nhiên được kết tụ ngàn năm nên rất cứng nguyên liệu làm tượng đồng được cấu tạo từ đồng điếu tức là đồng nguyên chất được trộn với sắt để tăng độ cứng của bức tượng sau một thời gian sẽ bị loàn thiết sắt gặp thời tiết ẩm sinh ra dỉ bọn làm giả cổ để tạo ra dỉ đồng cho giống với cổ vật dùng phương pháp ủ dỉ chúng đào một cái hố sâu cho cổ vật vào ở nơi đất có độ nóng cao độ ẩm cộng với hóa chất sẽ tạo ra dỉ giả mà cho dù đồ vật có tạo ra gì xét giả thì cũng mềm lấy tay cậy nhẹ là vong bên trái là đồ thật bên phải là đồ giả nụ cười mãn nguyện của đám con buôn cổ vật lóe lên không đợi lâu an à nam nói bây giờ đã đủ chưa chúng tôi đã thực hiện những gì các người muốn cho chúng tôi xem vật Huy chùa đưa tay gãi gãi đầu Ê, Thật ra thì Ê... Này Thật ra thì sao Đừng nói là các người không có Mái chèo thuyền bát nhã Đây là không phải đùa đâu Tất cả là lừa dối chúng tôi đến đây để giám định đầu Phật cho các người sao Là trò vui à Người nhị bức xúc đứng lên Bấy giờ Minh Sư mới nói Con bé này Tính khí như là đàn ông vậy Chuyện là thế này Chúng tôi không lừa các người Thật sự đến đây chúng ta ai cũng có một mục đích riêng. Ngoài là những người trong giới cổ vật, chúng ta còn muốn hợp tác với các người cùng tìm kho báu. Còn về mái chèo thuyền bát nhã thì cũng đã có trong tay, tiếc là đang ở nơi khác. Nếu như các người có thiện chí, xin cùng chúng ta tới Mỹ cụ Hải Phòng một chuyến. Ta lấy uy tín của mình để đảm bảo các người sẽ được như ý. Bảo Sơn e rẻ nói, để chúng tôi hội ý vài phút, sau đó sẽ trả lời bạn vừa xong chuông điện thoại của minh sư vang lên ở đầu dây bên kia có người thoại trực tiếp bằng hình ảnh trên màn hình hiện lên là người thanh niên tay cầm một cái mái chèo thuyền bát nhã bà ta đưa điện thoại cho ba người bảo sơn xem cả ba cùng tận mắt nhìn những dòng chữ nhỏ dưới tay của chiếc mái chèo đã rất rõ tam vạn năm hoa ưu bà la xuất thế kim luân vương giáo hóa hồng trần mái chèo khua giấc mộng trầm qua bờ sinh tử đến rồi lại đi trăm năm trong cõi vô vi quỷ thần phân định đất trời thiên kinh nhân thế thoát kiếp tử sinh tai qua nạn khỏi yên bình ngàn năm là nó an nam quay sang hai người ngư nhi và bảo sơn đây là nói về loài phật hoa là hoa ưu đàm bà la kết hợp với thuyền bát nhã sẽ có kỳ tích xuất hiện hoa ưu đàm bà la từng chuyển 3.000 năm nở một lần chỉ có thể cầu chứ không thể gặp một khi loài hoa này xuất hiện sẽ báo hiệu là chuyển luân thánh vương hạ thế xuống nhân gian hình thành chính pháp như lai hạ thế kim luân vương xuất hiện tại nhân gian chính là được lý giải sự tích đó sự hiện diện của loài phật hoa ưu đàm bà la là một thần tích ở nhân gian không chỉ khiến chúng ta lĩnh hội được sự thần kỳ vô tận và sự ảo diệu vô cùng của vũ trụ mênh mông cũng như sự hạn hẹp của trí thức nhân loại thời đại gì cũng muốn lấy khoa học ra mà đối chứng đồng thời còn khải thị cho con người biết về sự bác đại tinh thâm và chân lý siêu thường của phật pháp xem ra chúng ta phải đến một nơi mới có đáp án hai người nghĩ sao chỉ thấy hai người kia nhẹ gật đầu đồng ý chuyến đi lần này làm cho cả ba thích thú xen lẫn cảm giác hồi hộp phần vì hiếu kỳ phần vì không biết bọn cuồng tín của giáo phái pháp quán âm này có ý đồ gì khác không lỡ bọn chúng ra tay với cả ba thì biết đâu tìm xác mà về nhưng đã là dân khảo cổ tính mạng lúc nào cũng có thể đặt vào nguy hiểm không thể nói trước chỉ biết dùng sự phán đoán cá nhân mà tìm ra con đường sống trong cơn nguy nan trên đường từ mỹ cụ cả ba tranh thủ tìm hiểu về nơi này ở trên sách báo có nói theo tương truyền từ thời hùng vương làng mỹ cụ nơi có ba quả núi thiêng phượng hoàng núi rùa hổ phục ở trước kia chỉ có một cái trại nhỏ do một số người dân di cư sinh sống lập ra đến thời thục phán an dương vương dân cư càng ngày càng đông đúc trại được mở rộng thành trang trang là đơn vị hành chính lúc đó lớn hơn trại gọi là mỹ cát trang tức là bãi cát trắng đẹp. Trong những câu chuyện truyền miệng của dân làng Mỹ cổ, cái tên Mỹ Cát Trang được xuất phát từ hai vợ chồng Lý Huy Trân và Đào Thị Bảo. Quê người ở gốc Thanh Hóa là bậc hào phú anh hùng, biết nghề địa lý phong thủy, giỏi buôn bán giao thương. Thời ấy Lý Huy Trân làm chức quan trong triều, bỗng nhiên thoái vị vi dân, trả ấn tử quan, vợ chồng dắt nhau di cư đến vùng đất hoặc thủy nguyên bây giờ. Đến Mỹ Cụ, thấy vùng này phong thủy bảo địa tốt trước có án thủy đáo đường sau có đan phượng hàm thư tả hữu có sông đồng sơn cho nên dừng chân an cư sinh sống khi xưa nơi nào có đất linh đặc mặc định là phong thủy tốt thì thầy địa lý thường khuyên gia đình mang mồ mả tổ tiên xuống để mà nhập thổ vi an với niềm tin là phát nghiệp cho con cháu muôn đời lẽ dĩ nhiên là lý huy chân cũng đã cải táng mồ mả tổ tiên ra đất này chôn đúng huyệt thiêng bí ẩn ấy. Ngày qua ngày tháng nối tháng, không biết có phải vì chôn đúng thế đất tốt hay không, công việc buôn thuyền bè khắp biển cả của vợ chồng nhà Lý Huy Chân phát triển nhanh chóng, giàu có vô biên, vàng bạc chất thành núi. Vậy nên có một số bí mật kể rằng để giữ của cải của mình, vợ chồng Lý Huy Chân chôn giấu tài sản khắp nơi trong lòng ba quả núi. Trong nhiều năm ở làng, hai vợ chồng liên tiếp sinh ra bốn người con ba trai một gái những người con của họ được ăn học đầy đủ lớn lên con trai thì khỏe mạnh dũng mãnh con gái thì xinh đẹp nết na cổ cao ba ngấn mắt phượng mày ngài tiếc thay một ngày kia hai vợ chồng mắc bệnh nặng chết bất đắc kỳ tử bốn người con mai táng ông bà ở trên núi phượng hoàng sau khi hai người mất đi việc buôn bán làm ăn càng ngày càng xa suốt kho báu bí mật chôn vùi trong lòng núi cũng vì vậy mà thất lạc không ai biết nữa bốn người con đang sống sung túc trở nên nghèo khổ không trốn dung thân họ dắt díu nhau lên núi phượng hoàng ở chỗ chùa linh sơn bây giờ chú ngụ dưới gốc cây mộc hương ngày đó nơi này là những cánh rừng gỗ lim rậm rạp vậy nên có thời kỳ người ta gọi núi rùa là núi lim ở trong rừng gỗ lim ấy có con hổ to người dân gọi nó là con hổ tinh thường xuyên về làng giết vật hại người dân làng hết sức kinh sợ bốn anh em họ lý võ nghệ cao cường kéo nhau vào rừng săn nhiều ngày giết được âm hổ giết hổ tinh xong bốn người lại quay về gốc mộc hương sinh sống tuy nhiên từ ngày giết hổ tinh thì bỗng đâu phong ba bão táp nổi lên gió mưa vần vũ ba ngày liên tục khi cơn bão đi qua thì người dân ở trên núi phượng hoàng thấy cây mộc hương rụng sắc sơ dân làng kéo đến thì không thấy bốn anh em nhỏ họ Lý đâu chỉ thấy bốn đống mối lùm lùm dưới gốc mộc hương thời hùng vương đánh nhau với thuộc phán an dương vương vô hùng sai tướng vương văn chi đem quân đi đánh trên đường xuống quảng ninh đã đến bốn ngõ mối kỳ lạ ngựa của tướng vương văn chi nhất định không cất bước hí vang trời thấy sự lạ ông cho dừng chân ngủ lại nơi này tam nam nhất nữ họ Lý báo mộng sẽ đi trước dẫn quân đánh trận quả wow, đúng như giấc mơ quân vương văn chi đánh đâu thắng đó thế như trẻ tre quân thục phán vua thua trận bỏ chạy tán loạn lúc quay về vương văn chi tụ họp dân làng quanh núi phượng hoàng và núi rùa kể lại sự tình quyết định đốn hạ cây mộc hương cắt làm bốn đoạn tạc bốn pho tượng là một ngôi chùa mang tên là linh sơn lập ra mà thờ phụng trong những sắc phong thần phả Truyền thuyết đều nói Ngôi chùa thờ tam nam nhất nữ họ Lý Được đặt ở nơi tiền có hàn long Hậu có phục hộ Tả có đan phượng hàm thư Hữu có quy ẩn xà Sử sách truyền rằng như vậy Cho đến ngày nay Ngôi miếu vẫn còn Mấy trăm năm trước Người dân dựng đình làng Mỹ Cụ, Phục dựng lại bốn pho tượng anh em nhà họ Lý Đến nay vẫn còn đang thờ phụng ở trong chùa Linh Sơn còn có một điều kỳ bí Ấy là có một pho tượng quán thế âm khá lớn Cao đến 2 mét rưỡi Chu vi 3,2 mét Được đắp bằng đất sét cùng giấy gió Thời vua Lê Dụ Tông Người Mỹ cụ cho rằng pho tượng này giống tượng vua Tàu Cho nên bàn nhau phá đi Người làng dùng dao búa phá tượng Thì thấy lộ ra thân cây giữa lòng tượng Tiếp tục đào rỗng cả ban thờ xuống đất Mãi mà không thấy gốc bỗng nhiên từ bên dưới vọt lên một dòng nước đỏ như máu phun lên cao 10 mét sau đó dân trong làng phát sinh đủ các loại biến cố trâu chết tươi người chết đứng chó kêu gà chạy nghĩ người phương bắc đặt pho tượng này để trấn yểm long mạch người ta sợ hãi dân làng phải đắp lại tượng mới bình an pho tượng được đắp lại từ thời hậu lê và vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay do cả ba tập trung xem thông tin để biết về vùng này con đường từ hà nội đến mỹ cụ thủy nguyên hải phòng tính ra độ hơn trăm cây số dường như cũng rút ngắn lại dưới chân núi Phượng Hoàng từ xa xa đã thấy có sẵn một lán trại nhỏ. Ba căn lều dã chiến to như căn nhà cấp 4 phủ vải quân dụng, xem ra mới chỉ dựng lên mấy ngày gần đây. Xe vừa dừng ở trước sân đã thấy một nhóm độ hơn 10 người đón tiếp long trọng. Vừa thấy bà Minh sư mù bước xuống, cả đám mặc đồng phục tô hành màu xanh lá, xem ra là tín đồ của giáo phái Pháp Quan Âm, quỳ mọp ở dưới đất, đồng thanh cất tiếng Nam Mô Tâm Hải Vô Thượng Sư Lại thấy thêm hai người nữa từ bên trong cái lều to nhất bước ra Nhìn sang gật đầu xã giao Một người bước đến bên cạnh Bảo Sơn dáng to béo mập mạp, da dám nắng Mặc bộ đồ đại cán bằng vải đuối màu nâu Nói bằng tiếng hoa Việt lơ lớ Ê da, chào mấy lì Ngó vừa nghe Minh Sư hay tâm Nói hay lì qua đây Giờ gặp được giáo sư à Nam thanh nữ tú này cũng tuyệt vời Hành ngò hành ngò Giáo sư Bảo Sơn đưa tay ra bắt Tôi là Bảo Sơn Còn đây là học trò tôi An Nam Bên này là ngư nhi con gái nuôi của tôi Ông anh đây là Người thứ hai rong ròng cao Nước da ngâm đen Ăn vận như là nhà sư Bước lại chắt tay Tôi tự giới thiệu tôi tên là Maro, người gốc Khmer, là đệ tử chân truyền của Minh Sư Hải Tâm, Ông chủ đây là người Trung Quốc tên là Mã Tôn. Rất vui được hợp tác với các người. Hy vọng làm việc tốt đẹp. Bây giờ họ mới hình dung ra mọi chuyện. Thì ra cửa hàng đồ cổ to lớn ở bên Kim Ngưu là của hai người Tâm Hải và Maru Cộng Tác. Huy chùa chỉ đứng tên trên danh nghĩa. Ông chủ thật sự là gã người Tàu tên là Mã Tôn. Cùng nhau dựng lên một cửa hàng buôn bán bạch bảo có giấy phép thực chất là bình phong hợp thức hóa cho việc chúng tiêu thụ đồ cổ vật. Sau khi thủ tục đào chào hỏi xong, cả ba người cùng bọn Mã Tôn bước vào trong cái lều to nhất. Ở giữa lều có một sa bàn là mô hình thu nhỏ của ba ngọn núi Thiêng, Phượng Hoàng, núi Rùa và Hồ Phục. Ở trên la bàn có cắm vô số những lá cờ hình tam giác bé bé đủ mọi loại màu sắc. Ánh mắt của bọn họ tập trung vào một vật treo lên, phát ra thứ ánh sáng vàng rực ma mị, được treo bằng một sợi dây dài chính giữa đỉnh đèo thòng xuống bên giới maru hiểu ý đưa tay lấy cái mái chèo xuống đưa cho ba thầy trò bảo sơn về vật này duyên số đưa chúng ta tới đây ông anh xem qua và cho tôi biết cảm nghĩ cả ba nhìn tới nhìn lui xem thật kỹ chốc chốc lại nhìn nhau tỏi hài lòng an nam lên tiếng đây là pháp bảo phải gọi là báu vật chứ không phải là cổ vật các người làm sao có được nó xin cho biết Maru nhìn Mã Tôn giỏi ý. Mã Tôn đưa tay lên cho phép Maru nói. Bằng chất giọng ồm ồm, hắn bắt đầu kể. Ngược lại trong dòng lịch sử. Từ những năm 1940, từ thời Pháp thuộc, người làng ở đây trông thấy có một địa lý, thầy địa lý người Tàu, cứ ngồi khoanh chân trên đống rơm trên một đảng tảng đá to dưới chân núi. Trên tay ông cầm một chập chiêng bằng đồng bụng có đeo cái trống nhỏ tay cứ gõ bùm bùm sèng sèng lúc đầu dân làng là vì hiếu kỳ tò mò kéo đến xem nhưng thấy suốt ngày ông chỉ ngồi đó bùm bùm sèn sèng người ta bảo là ông này bị điên ngày qua ngày chẳng còn ai để ý nữa thời gian sau ông thầy địa lý đột nhiên biến mất dân làng kéo đến chỗ tảng đá ông ngồi thấy có đường hầm đào từ sau khối đá vào sâu trong lòng núi Người ta đốt đốt chui vào hầm thì thấy tầng hầm sâu hun hút, tối đen như mực. Cuối đường hầm có gian phòng to. Gian phòng này mở ra nhiều ngách. Đến những gian khác, có cánh cửa đá nằm chính giữa, không ai mở ra nổi. Tuy nhiên các gian phòng ở trong lòng đất trống trơn, chỉ còn lại một vài món đồ vỡ vụn, vài hạt ngọc lâu ly nhỏ. Bấy giờ người dân mới té ngửa. Tay thầy địa lý người Tàu chính là kẻ chuyên săn kho báu ở Việt Nam gã đã lấy đi kho báu quý của dân làng. Sau này người dân trong làng quay lại hầm sâu, tảng đá to đã đè lên cửa hầm. Mưa lớn cuốn đất cát, lấp kín miệng hang. Qua năm tháng câu chuyện của lão thầy địa lý đào mất kho báu lan đi khắp nơi, ẩm mỹ cả một thời gian dài cũng dần dần chìm vào quên lãng. Một trong ba ngọn núi bọn họ đang tìm chính là miệng của hầm mộ kỳ bí năm xưa. Nói đến đây, ánh mắt của Mã Tôn toát lên vẻ kinh hoàng. Người thầy tàu mà Mã Rô chính là nội tụ tổ phụ của Ngọ. Nghe cha mẹ Ngọ kể lại, sau khi ông nói về nhà, đã từ Việt Nam chìm kho báu, một thời gian sâu uống giờ dà cứ ôm cái mái chèo vàng này không buông chay, suốt ngày cứ nói câu ma câu quỷ nó đêm gào khóc sầm xiết si một đêm nọ vô zin vô cớ cầm cái mái xẻo này vào phòng đập chết uh, ông khố bà khố nhà ngò giết hết người trong nhà toàn gia chám mạng không ai sống sót mô mẹ vương vải khắp nòi sau ông tự lao đầu vào vách tường mà chết may mà a à ma ngò mấy không có nhà không chỉ cũng đi đời nhà ma Đến lão cha của ngọ cũng vậy Đang nhiên đang lành khỏe mạnh Tự nhiên nói nàng làm nhảm Giờ cũng đang trong bệnh viện chăm sần Ngọ và thằng con trai duy nhất của mình thì lo lắm Không biết bao giờ cái nghiệp này sẽ đến với ngọ Ngọ chìm xảy pháp hóa giải May mắn gặp được minh sư chỉ dẫn ngọ Hóa giải cái hòa sắt ra nghe đến cái mái chèo từng giết người ngư nhi tay đang cầm vật kia hoảng hốt đánh rơi maru cầm lên nói cô yên tâm vật này đã được vô thường sư dùng pháp thanh tẩy âm khí cô đừng lo vậy chúng tôi tới đây muốn mua lại cái mái chèo này các người ra giá đi an nam nói bà mù minh sư cười khẩy các người nghĩ chúng ta cần tiền sao nếu như cần ta tặng không không lấy một đồng. Chỉ với điều kiện nhỏ, các người cũng không phải chịu thiệt thòi. Điều kiện gì? Bà cứ nói, miễn là không giết người phạm pháp. Hay không phải đau to bú lớn, nhưng ta đã nói rồi chúng ta là đối tác. Nếu như các người đồng ý theo bọn ta tìm ra hầm mộ, ngoài cái mái trèo vàng thì tất cả báu vật chia sòng phẳng. Duy nhất một vật các người không được lấy mà phải để cho ta bảo sơn nhìn an nam và ngư nhi thăm dò ý rồi quay sang bà mù tôi có hai câu hỏi nếu bà trả lời thích đáng chúng tôi sẽ cùng hợp sức cùng làm cứ nói thứ nhất chúng ta có khả năng gì mà bà lại muốn cùng bà tìm kho báu trong khi đội ngũ của bà hùng hậu hoàn toàn có thể khai mở hầm mộ thứ hai vật bà muốn là gì Bà mù lấy cái kính đen ở trên tay xuống lộ ra đôi mắt trắng dã. Ta muốn hợp tác với các người là vì các người rõ ràng có thực lực. Chuyện tìm thấy hầm mộ là một lẽ. Việc có vào mà có ra được không mới là quan trọng. Nên ta không muốn phiêu lưu cuộc sống của mình vào tay những kẻ ngu dốt. Một giáo sư kinh nghiệm cổ vật giám định văn hóa cổ văn. Được xem là một trong hàng ngũ giáo sư xem văn vật tốt nhất của Việt Nam thậm chí là của châu Á. Thanh niên bí hiểm kia khí lực ngút ngàn, dương lực cực hạn, xem phong thủy tốt. Ta đã nghe qua âm thanh là đã biết có một dòng khí hưng thỉnh, chứng tỏ là một bậc đại phong thủy sư, ít nhất cũng là một truyền nhân của phong thủy nguyên sơ. Cô này chuyên dịch chữ cổ, trên người có chấn khí cổ thuật Việt ngàn năm. Rõ ràng là một chấn khí sống, lại mang âm mệnh cực cao. Ta nói vậy có đúng hay sai thì vào hầm mộ các người tự biết. Còn chuyện vì sao ta muốn lấy vật trong hầm mộ? Là vì đôi mắt ta mù loà, nhiều năm ta dùng mọi cách cứu chữa. Nhưng do bị mù từ lâu, y học hết cách. Truyền thuyết có nói nếu như dùng hoa ưu đàm bà la ba ngàn năm chữa trị, có thể trị được bách bệnh. Người bệnh có thể hết, kẻ mù có thể trông thấy ánh sáng, biết bao nhiêu năm qua ta tìm kiếm khắp nơi trong các cổ mộ hy vọng thấy nó đều đem lại ánh sáng cho mình thuận lợi hành đạo ta trả lời như vậy đã hài lòng chưa thưa giáo sư đáng kính mã tôn ở một bên cũng thêm vào khải à còn cái chuyện hóa giải lời nguyện của gia tộc họ má của ngõ nữa Mong hai lý cùng giúp ngõ Các người cứ yên tâm làm việc Bán kính bởi cái, cái số quanh đây đấy ngõ cho người bảo vệ à Hai lý cứ yên tâm mà hành động à. Ở nơi vùng núi xanh thẫm trải dài Chập trùng nhấp nhô của làng Mỹ cũ Ba ngọn núi như ba cái cột chống trời vươn lên cao Càng thể hiện rõ trong đêm trăng Tiếng chim cú Kêu vang vẳng đâu đây thẳng thốt giật mình trước những cái đám người đang xuất hiện đột ngột ở trên đỉnh núi này động cả một cánh rừng đâu đó văng vẳng bầy cú kêu rồi phành phạch vỗ cánh mà bay đi gió thổi heo hắt quét ngang quét dọc trôi hết những thâm u đen tối của âm khí đã bảo đời này con người cũng chỉ vì miếng cơm manh áo Tìm kế sinh nhai Mà làm những việc trái với quy luật tự nhiên Đã phá đi không biết bao nhiêu di tích Cho ngàn năm núi phải khóc Sông phải hờn Nhìn lên ba ngọn núi Chi chít những lỗ hang như tổ ong Là dấu tích còn sót lại Của những lần bọn trộm mộ đào bới Ba người không khỏi chạnh lòng Trong căn lều của một nhóm người Được gọi là đồng tu Đang ngồi thiền tập thể lầm dầm đọc chú Bà Minh Sư tâm hải ra sức thuyết phục ba thầy trò An Nam Cả ba người thấy những lời ấy không hợp Cho nên lịch sự từ chối Cùng nhau bước ra ngoài bên đống lửa ngồi sưởi ấm Ngươi như nhìn đám tín đồ của bà Minh Sư Thì cười khẩy Không thể tin được Thời đại nào rồi còn tin vào trò bị bợm chứ Các tín đồ mất trí nghe lời bà mù Minh sư u mê, không nhận ra là sự thật. nào là không cần phải tu hành tạo phúc đức cái gì gì, chỉ cần ngồi thiền ngày 2 tiếng là được bà ta truyền cho tâm ấn cái gì gì rồi thăng thiên chứ. A Nam trong lòng cũng ấm ức cũng nói, nếu như không vì cái bí mật phải chôn vùi trong hầm mộ kia, thì tôi đã lên tiếng nữa. Tức con bà nó không thể chịu được. cái bà mù kia là thánh là thần quái gì chứ? Tu hành đến cao hơn cả Đức Phật sao? Từ trước thế này ai cũng biết rằng ngoài cảnh giới con người ra còn có thêm năm cảnh giới khác thứ tự của sáu cảnh giới từ thấp đến cao là địa ngục ngạ quỷ súc sinh atula người và trời bà này lại đưa ra cái ý tưởng gì chứ thế giới thứ nhất ở nhân gian là thế giới của loại atula tức là atula còn cao hơn người một bậc Và thua phật có một bậc phật chỉ đạt đến cảnh giới thứ hai chứ bà ta còn ở cảnh giới thứ sáu còn trên cả phật là dành cho bậc vô thượng sư minh sư cái mẹ gì chứ phỉ báng đến thế là cùng đó là chuyện của người ta Không liên quan đến mình Thầy cho ta nhanh chóng làm cho xong chuyện này Lấy cái mái chèo vàng Hai đứa đừng bận tâm Bản thân ông có hoài nghi về chuyện này Mọi chuyện rất logic Nhưng có vài vấn đề Ông phải thận trọng Bọn người giả thần giả quỷ này không có đơn giản Suy cho cùng Tất cả đều có chung mục đích trong cuộc tìm kiếm Theo như An Nam nói thì khu vực này có lực từ trường rất mạnh có thể giúp cho hắn đánh thức tư duy khai mở lại trí nhớ cho nên ba người muốn hợp lực xem miễn thận trọng là được vâng lúc cháu đến thế giới này cũng trải qua một trường lực cực mạnh như vậy sáng giờ cháu đi xem nơi này thấy phong thủy bảo địa ở đây là thủy xuyến trượng long xuyến trượng long là một trong 12 hai thế đất cực kỳ quý hiếm ngàn năm có một chính vì nhiều bậc vương giả xưa kia luôn tìm kiếm bằng mọi giá để nhập thổ vi an hoặc là mọi nơi tu luyện linh đơn trường sinh bất tử đó Thế núi chỉ là ba hướng tạo thành thế chân vạc Là tam sơn hội tụ sinh khí ở trung tâm Chỉ cần đặt huyệt mộ hoặc nơi tu luyện thì nhanh chóng đạt được ý muốn Rất nhiều bọn trộm mộ đã đến đây đào phá khắp nơi Có khi đã mất tích không ít dấu vết Những tên trộm bảo Để lấy đi tiện việc chia chắc Nếu không có những bảo vật chúng còn đem nấu chảy Những hiện vật quý hiếm thể hiện tinh hoa điêu khắc tạo hình của nghệ sân nhân xưa Có giá trị cao, nhanh chóng bị chúng hóa nghiệm Nấu chảy thành đồng để mà bán đồng nát Có lẽ vì hành vi này mà số phận của bọn trộm này cho đến nay Đều phải nhận những kết cục bi thảm Nghe người dân xung quanh đây có nói Giờ khu vực Mỹ Cụ đồn rằng có quỷ không ai dám lên tuyển đảo bới Giáo sư Bảo Sơn quay sang đám, đám tín đồ: Mấy đứa không cần phải sợ. Ma quỷ dù xấu xa đáng sợ thế nào, cũng không ác bằng lòng người. Ma quỷ chỉ là lời đồn trong truyền thuyết, không ai chứng thực được. Nhưng bọn người kia thì chúng ta nhất định phải đề phòng đấy. Vốn dĩ bà Minh sư kia thấy có một chút xảo thuật, hòng u mê tín đồ. Không bàn về chuyện những người từng tu học trên giấy hy mã lạp sơn kỳ bí. Nơi ấy là cái nôi của thuật sĩ. Ở đây chuyện tâm linh. Có những kỳ tích không thể nào nhìn vào con mắt khoa học được. Trời đêm càng lạnh giá. Ba người vào trong lán, chợp mắt lấy sức. Ngày mai chuẩn bị một chuyến xem ra rất khó khăn và gian nan. Chỉ có ngư nhi đêm nay nằm trần trọc mãi không ngủ nổi mặc dù cô luôn có thú vui phiêu du khám phá đây đó nhưng đây là lần đầu tiên phải đi vào nơi thâm sâu heo hút trước đây ngươi như không thể nào quên được những gì thời thơ ấu mình trải qua mơ ước về một gia đình yên ấm hạnh phúc rất đỗi bình thường nhưng chưa bao giờ cô có, có được người mẹ sinh ra mình dứt áo ra đi không lời từ biệt cha sau cú sốc tinh thần tính nết thay đổi bản thân cô cũng phải gồng gánh chống chọi với mọi thứ Tạo ra tính cách của cô cứng rắn như con trai Năm lên bảy tự dưng sức khỏe ngơ nhi yếu đi Cơ thể sốt cao triển miên Cánh tay trái từ bình thường bỗng nhiên đỏ ửng Như là có lửa thiêu đốt Dù trong hoàn cảnh nghèo khó Nhưng Hắc Công vẫn đem đứa con gái duy nhất của mình chạy chữa khắp nơi Nơi nào cũng không tìm ra căn nguyên bệnh lạ Cực chẳng đã Nửa đêm thấy con gái sốt cao co giật Miệng sầu cả bọt mép Hắc Công ôm con tinh thần hoảng loạn đường đi đến bệnh viện gần nhất còn xa thoáng thấy có ngôi chùa còn mở cửa hắc công vào xin giúp đỡ may mắn trời thương ở đây có vị sư già trước kia làm thầy lang cho nên cũng giúp được ngư nhi vượt qua cơn hiểm nghèo sau sự việc hắc công quỳ xuống cảm tạ lão sư nhìn ngư nhi mới nói ta thật ra chỉ giúp con bé lần này Số phận con bé này Nếu như bẩn tăng đoán không lầm Thì không sống được quá chín tuổi Nghe vậy Hát công kinh hồn bạt vế Dập đầu vái lệnh như thế sao Nước mắt giàn rụa Dạ Con chỉ có đứa con gái duy nhất Nếu không có nó thì con không còn cái lý do gì tồn tại Nếu Nếu có cách nào cứu con con Thì mong lão sư đại xá tử bi giúp nó mãi này con không quên công ơn của ngài Lão sư đi đến trước ban Phật tổ Chắp tay niệm kinh Rồi quay sang mà nói với Hắc Công Bần tăng thật sự không biết phải nói sao Thể chất của con bé yếu đuối Lại bản mệnh địa sát Nếu như không có cách chấn lại E rằng nó không sống nổi Vậy đi Bần tăng trước đây còn là lang có sư muội tài giỏi hiện tại đang tu hành trên núi Bửu Long thạo việc này tật sẽ nói giúp cho cha con nhà anh đem con bé lên hy vọng có thể chữa như là cơ duyên Ngư Nhi được ni sư diệu hành, sau khi nắm bắt tình hình thu làm đệ tử dùng những chữ lạc việt cổ thuật xăm lên cơ thể chấn giữ bản mệnh cánh tay dần dần ổn hơn không còn hành hạ Thế nhưng nó càng ngày càng đỏ thẫm như máu Ở chùa vài năm xuống núi qua Mỹ du học ngành cổ ngữ thành tài Về phụ giúp hắc công quản lý tiệm đồ vật Đối với chuyện lần này người Nhi có cảm giác thích thú Xen lẫn hồi hộp Trở thấy ánh sáng hắt ra từ đống lửa Hình như có bóng hình to lớn đứng che khuất người Nhi bước xuống võng Nhẹ nhẹ vén tấm màn Mà nhìn sang đống lửa Thấy cái bóng ấy rất quen thuộc Ngư Nhi cao mày suy nghĩ Nhận ra Ấy là Mã Tôn Lão đang đứng đó Dường như lăng lầm bầm điều gì Dưới chân của lão có một người phụ nữ Nhìn trang phục người phụ nữ này Là hẳn thuộc thời kỳ Bắc thuộc Hắn đang dẫm chân lên người phụ nữ Miệng người phụ nữ tuôn máu tươi Ngước mắt nhìn Ngư Nhi bằng ánh mắt cầu cứu tay chân của mã tôn bỗng nhiên mọc ra vô số những lông màu đỏ cái cổ vươn dài ở trên đầu mọc ra cái sừng cong vút ngư nhi còn chưa kịp hoàn hồn khi thấy mã tôn hóa quỷ thì con quỷ quay ngược cái đầu ra đằng sau cười khẳng khặc rồi phóng đến trước mặt tay chân của ngư nhi như bị đông cứng lại thân thể như co rút không tài nào phản ứng nổi con quỷ đưa bàn tay lông lá chộp lấy cổ của ngư nhi gằn lên từng tiếng người người, người là địa gì? sát trong truyền thuyết sao <laughs> mẫu của người sẽ tốt lắm Ngươi chết đi <laughs> ngư nhi cảm thấy cổ họng của mình nghẹt lại như vỡ nát không không tôi vậy Cứu ai à, Ai đó cứu tôi với Cứu tôi với Ngư Nhi Ngư Nhi tỉnh lại Cô, cô làm sao vậy An Nam đang lay lay Tôi và giáo sư ở trại bên Nghe tiếng cô la hét Nghĩ cô gặp chuyện không ổn cho nên chạy sang Là cô gặp ác mộng Ngư Nhi choàng tỉnh Nhận ra là một cơn ác mộng đáng sợ Chứ không phải là thật ngồi trước mặt an nam chán tuôn mồ hôi cánh tay đỏ run lên bần bật trên mặt còn vương hoảng loạn là nó tôi tôi đã gặp lại cơn ác mộng thường xuyên từ bé từ khi sư phụ xăm những dòng chữ việt cổ lên người thì không còn đến hôm nay nó linh ứng với những gì thầy tôi nói cô có thể kể sự tình tôi nghe được không là có chuyện gì từ khi còn nhỏ tôi thường gặp ác mộng một con quỷ ghê sợ muốn giết tôi trải qua bệnh thực tự thập tự nhất sinh tôi được sư phụ diệu hạnh ở trên núi bửu long nhận làm đồ đệ chỉ chú tụng niệm xăm lên người lạc việt cổ thuật hóa giải bản mệnh còn nhớ sư phụ tôi dặn bản mệnh là địa sát nhiều kiếp trước là nữ tướng truyền thuyết của đại việt còn ác linh này là người đỡ giết tôi khi xưa là tạo nghiệp ngàn năm của tôi vận nó tôi không thể hóa giải được mà bây giờ phải đối mặt. Nhiều năm qua, tôi chuyên tâm nghiên cứu học hỏi về cổ ngữ, mong tìm ra con đường giải thoát. Tưởng như đã êm đềm, không biết làm sao, hôm nay nó quay lại. An Nam lấy khăn tay lau đi những vệt mồ hôi trên trán của Ngư Nhi. Không sao đâu, trước đây cô chỉ có một mình, giờ chúng ta có ba người. Ngoài tôi ra còn có cả giáo sư Bảo Sơn, chắc chắn sẽ tìm ra cách giúp cô. Cô yên tâm nghỉ ngơi, Mai còn nhiều việc phải làm Nói xong An Nam lấy cái ghế Ngồi ngay ngoài cửa lèo Ngư Nhi cảm thấy người thanh niên này kỳ lạ Tuy có vẻ lời ăn tiếng nói rất khác Nhưng từ sâu bên trong Lại là người tràn đầy tình cảm Nghĩa khí Nàng có cảm giác ấm áp yên lòng Sau buổi ăn sáng Cả nhóm cùng nhau tiến vào dãy núi Mỹ Cụ Lần này ngoài bọn Bảo Sơn và Minh Sư Hải Tâm Còn có cả phu khuân vác nhiều thứ đồ lỉnh kỉnh Thành một dãy dài Trèo lên ngọn núi thấp nhất là núi Phụng Hoàng, đứng từ trên ngó xuống bên dưới cây cối thâm u, giống như là khu rừng nguyên sinh thu, thu nhỏ vậy. Sau khi chiếc flycam của cả nhóm bay lên để quan sát địa thế, An Nam vui mừng. Thì ra mọi người thời đại này biết dùng nhân diều du. Khi xưa cao biển đã có dùng, này, phải dùng khí lực điều khiển, mà cái này, cái này... Ai, cậu đừng có đùa ăn nói linh tinh Tập trung xem đi Lão Maru đặt tấm bản đồ Bằng da bò đã úa màu Có vài chỗ bị thủng Xem ra đã rất lâu năm Chỉ tay xuống vùng núi bên dưới Hòn đá thiêng được người đòi nhắc đến đã không còn Cái hang mà ông nội của mã chủ tịch nói đến Cũng chỉ là truyền thuyết Thực ra trước khi ông nội của mã chủ tịch chết đi Để lại tấm địa đồ này chỉ nơi có hầm mộ qua nhiều năm tháng mưa lũ xối mòn dòng địa chất biến đổi con người đào phá khắp nơi khó tìm ra tung tích trên này có những cổ ngữ lâu năm xem ra phải chờ đến các người an nam đưa bản đồ cho ngư nhi xem những dòng chữ mặc dù mờ ngư nhi lật mặt sau lấy trong túi ra chất lỏng như keo bôi đến lấy cái bật lửa hơ nóng Lập tức trên mặt tấm địa đồ hiện ra dòng chữ rõ nét Ngư Nhi xem xong rồi nói Đây là chữ lạc Việt cổ Được chạm khắc trên chất liệu da bò Dùng kỹ thuật khắc chìm Nếu như có hợp chất đun nóng nhiệt lượng phát sinh Dòng chữ sẽ nổi lên Trên này có viết Nhân gian lao đao Danh chỉ xoái khẩm chi tướng Cổ giác mai hoa Thân lãnh giao châu chi vương Thiền địa tụ trung trường sinh bất lão Có thể hiểu ra là nhan đao giao kiếm thì sẽ được làm tướng quân oai hùng cổ giác mai hoa thì được làm vua giao chỉ thiên địa làm một thì trường sinh bất lão giáo sư bảo sơn nói nghe thì dễ biết đây là dòng chữ chỉ ra nơi chứa hầm mộ việc phong thủy này xem ra là cho cậu ra tay nói cho mọi người rõ đi an nam đưa tay chỉ về ngọn núi trăm dặm hình ngàn dặm nhìn thế núi rùa là đỉnh ngọn núi gọi là nhan đao phục hổ bao bọc thấp hơn gọi là dao đao long thân núi trễ xuống trên sườn núi có hàng cây như là mang kiếm bên hông tượng trưng cho đại tướng quân mang kiếm chinh chiến khắp nơi chỗ chúng ta đang đứng là núi phượng hoàng cao hình cánh cung ôm trọn hai ngọn núi kia gọi là cổ giác mai hoa thể hiện rõ nơi này ngũ hành hội tụ hiếm thấy ngàn năm núi mà nằm trước huyệt mộ thì đời sau con cái thống soái dẫn quân trình chiến khắp nơi ba đỉnh núi tạo thành huyệt quan cổ giác mai hoa thì điều binh khiển tướng tạo dựng thiên hạ thành lập đế vương nếu không chôn cất thì sẽ là nơi thích hợp luyện đan trường sinh bất tử đúng là bảo địa chỉ cầu chứ không thể gặp nghe qua thật đúng là phong thủy bảo địa ngàn năm có một nếu như nơi này chôn cất phong thủy rất tốt nhập thổ vi an thích hợp nhưng nếu như luyện đan trường sinh thì mơ hồ quá Đúng vậy Phương thuốc trường sinh bất tử được Hoàng đế Trung Hoa từ cổ chí kim luôn tìm kiếm Bỏ ra không ít tài vật Mong giữ lại tuổi thọ để giữ ngồi bóng Lao tâm khổ tứ như vậy Ước vọng chưa bao giờ thành Người được xem là si mê giả thuyết trường sinh Thì phải nói đến Hoàng đế thống nhất Trung Nguyên là Tần Thủy Hoàng Đến chết cũng mong được tái sinh cho nên ông ta đã xây lăng tẩm nguy nga trắng lệ Nhưng nào được như ý Về già vẫn phải ngậm ngùi chín suối về với cát bụi Như biết bao nhiêu người khác Mã Tôn nghe qua mọi việc trong lòng thấp thỏm. Trời trời, ngõ xin hai lý à, xìm ra nơi vào hầm mỏ, chúng ta không nhiều thời gian. Hai lý cứ đi xem chiến lãm mà thành niềm nhân hay lý làm ơn làm phước xem dòng ngó nơi nào đi xuống cái hầm mộ à an nam đưa tay chỉ xuống dòng sông si lượn quanh núi rùa tìm hầm mộ xuống nước chèo thuyền cả nhóm người nhao nhao khi nghe điều lạ dùng thuyền lại đi chỉ tìm hầm mộ chứ không phải ở trên núi người ta thường truyền tai nhau kho báu hầm mộ nằm trên núi rồi đào bới khắp nơi giờ nghe phải dùng thuyền thì không khỏi thắc mắc không cần phải suy diễn thêm vốn dĩ xưa nay mọi người lên núi tìm mộ kỳ thực chuyện này các cổ nhân khi làm hầm mộ chứa vàng bạc cũng nghĩ đến sau này tránh kẻ có lòng tham đào mộ quốc mà ảnh hưởng đến thân xác cho nên họ lập ra nhiều hư mộ có nghĩa là mộ giả hòng qua mắt kẻ tiểu nhân mộ giả này chủ yếu là để những đồ bồi táng có giá trị không cao qua năm tháng vô hình chung trở thành đồ cổ có giá trị thiên hạ tưởng là kho báu Thực ra cái gọi là kho báu là ngọc ngà vàng bạc Đồ minh khí tuyệt luân Địa đồ này có chỉ rõ Đường vào hầm mộ là ngọc tủy kinh thành Thủy phi yểu tam sơn lai hội Như chu tinh thất gia vi kỳ Ý là dòng sông si uốn lượn quanh ba ngọn núi Có ý bao bọc không cho thí khí thoát ra ngoài Khí gặp gió sẽ tán Gặp nước sẽ ngưng Thiên nhiên vô tình hữu ý Kiến tạo ra nơi này kỳ diệu Bên trái bên phải đều có chân thủy giao nhau Phía dưới vùng đất thấp gọi là bình dương tụ khí Bảo vệ thế đất vững như bàn thạch Đường vào hầm mộ nằm ở phía dưới Xa thủ của núi rổ Giờ mọi người cứ theo tôi Mang theo quốc sản Đi thôi Vậy là ba chiếc thuyền Chở tất cả theo dòng Ngược dòng sông si Men theo con nước cả một ngày A nam ngồi trước mũi thuyền Tay cầm la bàn xem Rồi lại xua tay đi tiếp đến một ngọn đồi nhỏ nhô ra mép sông thấy hai bên có cây đại thụ to tàn lá phủ kín dây leo cỏ mọc ôm tùm an nam chỉ vào bãi bồi rốt cuộc đã lộ diện chúng ta dừng lại đây mọi người mau đào từ bên này vào chẳng mấy chốc đội quân phu sau khi đào hết lớp cỏ cây lộ ra một bức vách hay giả à, lý có chắc là nơi này không ngõ sấy toàn là đất đỏ ở đâu có cửa hầm mà Bà Minh Sư bước lên Ông yên tâm Tôi tin người này có năng lực Tôi được Thượng Đế mách bảo hôm nay chúng ta có tin vui ấy thế mà lại đúng như Minh Sư Tâm Hải nói Đào hết lớp đất đỏ Cái cuốc của những người phu chạm phải vật cứng Âm thanh như va phải phiến đá Bới ra thì thấy mặt cắt phẳng lì Là một vách đá đen Giống như một tấm bia Hai bên cạnh bia có tạc hai con vật thân rồng Đầu trâu gọi là phụ hí tức là linh vật bảo vệ hầm mộ dần dần lộ ra dòng chữ giáp cốt văn được khắc sâu vài chỗ không còn nguyên vẹn ngư nhi đọc được một dòng trên cùng có chữ sở linh vương chi mộ cao vương chi phong hùng vi tấm bia này to lớn như được tạc tên người nằm trong hầm mộ cũng chính là một cánh cửa các anh em đào rộng và sâu xuống dưới chân tôi đoán không nhầm là chỗ này rồi Dân phu nghe giáo sư Bảo Sơn nói, bắt đầu đào sâu xuống. Bất ngờ lộ thêm ra một con vật kỳ lạ. Đầu rồng, thân rùa, trên lưng cõng cái bê đá. Chính xác là nó, là bí hí. Bí hí, bí hí là con gì? Con vật không phải là rùa, cũng chẳng phải là rồng. Trong tiếng ngưỡng dân gian rùa là con vật sống lâu năm, ăn rau, ăn cỏ. Nhiều khi không cần ăn, chỉ cần hớp xương mà sống. Rùa sống hơn 500 năm là thần quy Rùa sống trên 1.000 năm là linh quy Còn bí khí thì theo truyền tụng từ văn hóa dân gian phương Bắc Là con trưởng trong 9 đứa con của thần Long Có tên khác gọi là Bá Hạ Bát Phúc Thạch Long là linh vật có hình dáng thân rùa đầu rồng, Bí khí có sức mạnh vượt bậc Chịu trọng lực lớn Cho nên thường được chạm khắc trang trí làm bệ đá đỡ cột đá, bia đá. Xem ra đây là mộ cổ của một ông vua nào đấy của nước sở khi xưa. Lời chưa dứt đã bị Tâm Hải chen vào, khoát tay nói với đám phu. Vì các người đến đây, xong phận sự. Chỉ những ai cho phép mới được ở lại. Tất cả cùng với đệ tử của ta quay về lán, đợi lệnh. Còn ta và ba thầy trò của giáo sư, cùng với Maru và mã chủ tịch ở lại. Nghe mệnh lệnh từ vô thượng sư, đám tín đồ và những thợ phu lục tục kéo nhau về sáu người cùng nhau bước đến bia đá bí hí Người nhi thấy tấm bia đá đang cố gắng dịch những chữ trên đó cho dù có phát hiện ra gì thì cũng vô ích bia đá là cửa vào hầm mộ trên đó ghi là bí hí thực có nghĩa là phải cho bí hí bằng đá này ăn mà thực ra con linh vật này bằng đá làm sao mà ăn không thể hiểu nổi bằng không không thể dịch chuyển bia đá này thì chỉ có nước dùng mình mà phá giáo sư bảo sơn khó chịu tại sao lại nói như vậy cho dù ta không vào được thì cũng phải nhờ đến cơ quan chức năng khai quật nó lên bia đá này còn nhiều điều chưa hiểu hết về người chủ dưới cổ mộ nếu như con đặt mình phá hủy thì khác nào là con xóa bỏ đi kỳ tích của bậc tiền nhân châu lành hóa thành châu quẻ sau khi chúng ta đặt mình phá lớp địa tầng trong lòng đất có thể sụp đổ. Đến lúc đó tất cả chìm xuống lòng đất đó. Ê, ấy là con nói thế thôi. Cha đừng để tâm. Bấy giờ bà Tâm Hải cũng đi lên. Đây là công sức của chúng ta bao năm đã bỏ ra không ít tiền của sức lực. Giáo sư còn định nói cái gì mà chính quyền. Khi nào chúng ta không còn cần đến những vật bồi táng nơi này thì mới đến lượt chính quyền động đến các người nghĩ đơn giản sao? chúng ta tụ tập đông người làm việc lớn như vậy sao không ai biết? chỉ là chúng ta đã tung tiền ra rồi, đâu đó đều đã lo liệu. trong cuốn sách bí mật trộm mộ của gia tộc mã chủ tịch có nhắc đến cánh cửa này. vì thế trước khi xuống đây chúng ta đã thu thập mọi thứ cần thiết. các người yên tâm. nói xong, bà ta quay sang nói với đệ tử Maru. Maru vốn ít nói, gương mặt luôn lạnh lùng, làn da đen xỉ xỉ, lại càng thêm bí hiểm. Các người không phải lo xa. Vật các người đang tìm trong tay ta. Lùi lại một chút. Cả năm người lùi lại, Maru lấy trong cái vali ra hộp nhỏ bằng gỗ quý, cẩn hoa văn vàng. Có một viên ngọc to cỡ như quả chanh, màu đỏ như máu gọi là huyết ngọc. Loại này trong truyền thuyết người ta còn gọi là ngọc mọc, ngọc máu quỷ, bên ngoài cứng như thép nhưng bên trong có những lằn đỏ như máu. Tuy nhỏ nhưng trọng lượng rất nặng. Hắn đi đến bên miệng linh vật đá bí hí đặt viên ngọc, lấy cánh tay nhẹ ấn lên đỉnh đầu của bí hí vận lực, chỉ thấy một tiếng rung nhẹ nhẹ nào đó, cổ của bí hí lập tức trồi lên một cái, cái miệng nuốt lấy viên huyết ngọc bắt đầu có những âm thanh răng rắc răng rắc phát sinh ở dưới cái bệ đá mặt đất dưới chân của bí hí bỗng nhiên sụp đổ dần dần thân hình của bí hí như bị sức nặng của tấm bia đá đè xuống khi tấm bia đá và bí hí sụp xuống bên dưới lộ ra trước mắt mọi người là một hình vòng cung hầm mộ bằng gạch đỏ cao hơn hai mét rêu phong phủ kín thế ra trong bụng của bí hí này thực sự là có cơ quan chốt chặn sau khi dùng huyết ngọc này cho vào cái chốt được mở ra hay lắm thực tình chúng ta cũng không biết được bí mật này chẳng qua có cuốn sách của gia đình mã chủ tịch biết mà làm theo đang nói ngon chớn maru thấy minh sư e hèm vài tiếng cố ý để cho gã đệ tử đừng có tiết lộ giáo sư bảo sơn bây giờ mới phát hiện ra điều kỳ lạ về bọn người mã tôn Dường như có bí mật gì mà bọn chúng đang giấu giếm Âm thanh bên trong hầm mộ phát ra Có tiếng gió ù ù dì dào Giống như là tiếng cối đá Cái tiếng cối đá nọ càng lúc Như càng có ai đang say gạo Cối đá càng ngày càng Phát ra những tiếng động lớn Tạo thành những rung chấn Từ trong hầm mộ Tiếng ù ù như cuồng phong Mùi thơm lan tỏa khắp nơi mùi thơm như hoa như cỏ, thoang thoảng như hương lúa non, rất hấp dẫn. cả nhóm không tránh khỏi sự hấp dẫn ấy. khi dòng nước dần dần chảy nhẹ như lớp bùn non vàng óng ánh thành một dải lụa chảy ra ngoài dưới chân. mọi người bước qua dãy hành lang đi lên lớp gạch đỏ. bên dưới lớp bùn vàng, bất ngờ các vật dụng bằng sắt cuốc sẻng bỗng nhiên rung lắc như bị hút vào trong lớp bùn ta bọn không thể chờ lâu tò mò xem ở bên trong ấy có gì mà quên đi nguy hiểm họ cùng nhau đi vào trong hang sâu cơ thể mọi người cảm thấy những bước đi càng ngày càng nặng ai nấy đều thoáng kinh hãi không biết chuyện gì đang xảy ra giáo sư bảo sơn bình tĩnh đưa tay quẹt dầm nước xem xét mọi người bình tâm đây là đất hiếm là một trong 17 nguyên tố khác nhau. Hầu hết các thiết bị và sản phẩm trên thế giới này đều sử dụng đất hiếm. Bởi vì đất hiếm là nguyên liệu chính sản xuất ra nam châm vĩnh cửu. Sản xuất ra các thiết bị vật liệu liên quan đến tử tính. Được áp dụng vào các ngành công nghiệp như chế tạo máy móc, ô tô, thiết bị điện tử viễn thông. Các thiết bị máy móc điện tử đều có thể sử dụng đến tài nguyên này. trong đời sống đất hiếm mà chúng ta được biết thường sử dụng làm nam châm ấy là đồ vật sắt đang bị hút đó không có gì nguy hiểm từ tính có thể giúp chúng ta khỏe thêm đó như hiểu ý mọi người ai nấy cũng bắt đầu vơi đi nỗi lo lắng ở trong lòng nhìn xuống lớp bùn vàng kia quả nhiên ở nơi đây không hề tầm thường có chứa đựng những điều kỳ diệu hết tập năm. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.